Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, nơi mà chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Sao Nhật Bản thừa nhận đá với Việt Nam bây giờ không như trước nữa? Huấn luyện viên Nam Định không phục sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chê tiền đạo ngoại của câu lạc bộ Phố Núi. Sau chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Lee Ti-hun báo tin vui về sân trường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngôi sao tuyển Nhật Bản thừa nhận đá với Việt Nam bây giờ không như trước nữa. Hậu vệ Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản cho rằng hai đội tuyển là Việt Nam và Thái Lan thu hẹp khoảng cách đáng kể so với những thế lực hàng đầu của châu lục. Thưa quý vị và các bạn, bóng đá thế giới những năm gần đây chứng kiến xu hướng thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển. Ở nhiều giải đấu quốc tế, các đội bóng lớn không còn dễ dàng giành chiến thắng đậm trước những đối thủ có đẳng cấp thấp hơn. Thậm chí là nhiều đội tuyển bị coi là yếu lại có thể tạo nên những bất ngờ. Theo trung vệ Maya Yoshida, người Nhật Bản từng đá cho Southampton ở giải Ngoại hạng Anh và hiện đang chơi cho Sampdoria ở Serie A, thì bóng đá Việt Nam và Thái Lan là những ví dụ điển hình cho điều này. Tôi nghĩ là cách biệt về trình độ đang nhỏ dần. Trước đây, Nhật Bản, Hàn Quốc ở tầm cao hơn. Các nước như Thái Lan, Việt Nam kém hơn rất nhiều. Bây giờ thì khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Maya Yoshida chia sẻ trên ESPN. Anh nói tiếp, sự thay đổi có lẽ nhờ việc đầu tư. Ví dụ như Thái Lan, họ đầu tư rất nhiều. Họ mời huấn luyện viên người Nhật từng dẫn dắt chúng tôi ở World Cup. Yoshida chính là đội trưởng tuyển Nhật Bản đối đầu với Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Trung vệ này đã chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm nhưng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Chúng tôi đã đối đầu với Việt Nam ở Asian Cup, chúng tôi đã thắng. Nhưng thực sự tôi có cảm giác rằng nếu 7 hay 8 năm trước, chúng tôi phải thắng dễ hơn thế nhiều. Bây giờ điều đó còn khó hơn, Yoshida thẳng thắn thừa nhận. Huấn luyện viên Nam Định không phục sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai. Chia sẻ sau trận thua trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng của Nam Định tỏ ra bức xúc với những quyết định của tổ trọng tài và ông cho rằng Hoàng Anh Gia Lai thắng là nhờ trọng tài. Che Bogwas là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng Nam Định trong trận đấu ở sân Pleiku tại vòng 4 của V-League 2020 vào tối ngày hôm qua. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Vũ Văn Thanh với cú sút xa đưa bóng dội xả ngang tạo điều kiện cho ngoại binh người Jamaica đệm bóng ghi bàn dễ dàng. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng của Nam Định tỏ ra không hài lòng với các quyết định của tổ trọng tài. Ông chia sẻ, như các bạn thấy đấy, hình như đội Nam Định đi đâu cũng vậy, đá đâu cũng vậy, bị trọng tài thổi bất lợi. Tôi không nói sức ép, nhưng những tình huống phạm lỗi của đội chủ nhà thì không thổi, còn cầu thủ Nam Định chỉ cần chạm nhẹ là bị cắt còi, rất ức chế. Ví dụ như tình huống nằm sân của Bửu Ngọc, cậu ta cố tình câu giờ chứ Melo vào không va chạm. Trong bóng đá thì thủ môn lăn lộn là thủ thuật câu giờ của thủ môn. Hoàng Gia Lai lúc đó đang thắng nên câu giờ cũng là điều bình thường. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng còn chia sẻ rằng ông cảm thấy Nam Định bị xử ép không chỉ ở trận này mà rất nhiều trận đấu khác kể từ mùa giải trước. Từ mùa trước cho đến tận bây giờ chứ không riêng gì mùa giải 2020. Từ đầu V-League đến bây giờ, Nam Định bị trọng tài xử rất nặng tay. Có những tình huống chúng tôi bị phạm lỗi 10-10 nhưng trọng tài không thổi, rất thiệt thòi cho chúng tôi. Tôi nói bằng sự thật chứ tôi không nói ai cả, thổi đúng, thổi sai, có trọng tài biết, khán giả biết. Mong rằng là công tác trọng tài công minh nhất, bóng đá đến mức trong sạch, đẹp để các đội bóng, khán giả không phàn nàn về công tác trọng tài. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết. Vị chiến lược gia của Nam Định nhận định là hai đội đã cống hiến một trận đấu hay, có tính chuyên môn cao. Ông cảm thấy tiếc ở tình huống thua bàn. Nếu như Tony không bị chấn thương, có lẽ hàng thủ của Nam Định sẽ thi đấu chắc chắn hơn. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho rằng ông hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chê tiền đạo ngoại của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù ghi bàn, nhưng theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải thì tiền đạo Che Bogwas của Hoàng Anh Gia Lai không phải là một trung phong thực sự chất lượng. Như quý vị các bạn đã biết, với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Che Bogwas ở vòng 4 giải bóng đá V-League, qua đó vươn lên nhóm trên của bảng xếp hạng sau vòng đấu này. Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai đã trả nợ thành công đội bóng Thành Nam ở vòng 16 Cúp Quốc gia 2020. Cách đây 2 tuần,
và dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá phố núi. Nhận xét về chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Nam Định, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng chiến thắng này tới đúng lúc và giúp ích nhiều cho đội bóng phố núi, nhưng chê tiền đạo ngoại của câu lạc bộ phố núi. Nam Định ngày hôm nay chơi không quá xuất sắc, có lẽ cũng bởi họ thường chơi sân khách không được tốt như sân nhà. Còn với Hoàng Anh Gia Lai, chiến thắng này rất đúng lúc và sẽ mang lại sự phấn khởi. Đội cứ thua mãi, giờ có trận thắng lại ngay trên sân nhà trước cổ động viên nhà thì dĩ nhiên là phải vui rồi. Có điều chiến thắng này cũng có phần hơi vất vả, tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai chơi chưa tốt, hay như tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai Chevrolet, dù ghi bàn nhưng vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận là cậu ta cao to, có thể hình nhưng xử lý khá vụng về. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đội bóng phố núi có thể lọt vào top 8 đội dẫn đầu sau 13 trận đấu của giai đoạn lượt đi nếu cải thiện về mặt lối chơi. Tạm thời Hoàng Anh Gia Lai sẽ có sự hưng phấn để tiếp tục hướng tới các trận đấu tiếp theo, chứ ngày hôm nay mà thua tiếp thì rất nản. Nhưng thắng Nam Định theo cách vất vả như thế này thì Hoàng Anh Gia Lai còn phải cố gắng nhiều, nếu không họ sẽ phải rơi vào nhóm tranh suất trụ hạng sau lượt đi. Hiện Hoàng Anh Gia Lai có 7 điểm sau 4 trận, con số cũng tạm ổn, nhưng họ cứ đá như thế này thì tôi cũng không tin là đội bóng này có thể lọt vào top 8 đội dẫn đầu để tiếp tục tranh chức vô địch. Mọi chuyện ở đội bóng vẫn chưa ổn, cầu thủ mới thì không được bổ sung nữa rồi, còn chất lượng cầu thủ hiện tại ở Hoàng Anh Gia Lai kém và thiếu sự đồng đều. Trong khi đó thì phát biểu sau chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Nam Định, huấn luyện viên Lee Ti-hun người Hàn Quốc tiết lộ là Lương Xuân Trường sẽ sớm trở lại trong thời gian tới. Bây giờ thể lực và thể trạng của Xuân Trường là rất tốt, cậu ta không còn cảm giác đau nữa. Tuy nhiên tôi muốn Xuân Trường tập thêm thể lực, tăng sức đối kháng. Tôi nghĩ là cậu ta sẽ trở lại sân bóng trong khoảng thời gian gần nhất. Thậm chí ngày hôm nay Xuân Trường cũng đã thi đấu được luôn, nhưng cậu ấy bị chấn thương dài vừa mổ vừa hồi phục, nên chúng tôi muốn chuẩn bị những gì kỹ lưỡng nhất cho cậu ta. Tôi đã nói rằng sẽ sử dụng cậu ta trong một thời gian gần nhất, chứ không cụ thể là khi nào. Đó là mẫu tiền vệ chất lượng, đẳng cấp nên nếu trở lại thi đấu thì sẽ giúp ích nhiều cho Hoàng Anh Gia Lai. Đồng hương tướng Park lý giải nguyên nhân Công Phượng thịt ngòi. Quý vị thân mến, bàn thắng duy nhất của Pedro Paulo đã giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận derby Sài Thành vừa kết thúc vào tối ngày hôm qua. Đây đã là trận đấu thứ hai mà đội bóng thành phố mang tên Bác không có được bàn thắng và Công Phượng tiếp tục thiệt ngòi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Ha-seong chia sẻ: "Trọng tài là một phần trong bóng đá, tôi không muốn nói, nhưng thực sự nếu V-League muốn phát triển thì ban tổ chức phải xem lại vấn đề này. Các học trò của tôi đã chơi hết mình, nhưng đội thua là lỗi của huấn luyện viên trưởng, tôi nhận trách nhiệm về mình. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chủ quan, tôi bảo toàn đội cứ thoải mái, nhưng phải tập trung bởi trận derby lúc nào cũng khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh không muốn thua đâu, bởi trận derby rất quan trọng hơn chung kết. Trong vòng 20 phút đầu, chúng tôi không kiểm soát được lối chơi, tinh thần toàn đội không bằng các cầu thủ Sài Gòn. Họ luôn chơi rất tốt ở các trận derby, cống hiến cho khán giả trận cầu chất lượng. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh sau đó chơi với tinh thần tốt hơn, nhưng bàn thua từ tình huống cố định có thể khiến toàn đội hơi buồn." Nhận xét về hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh và phong độ của tiền đạo Công Phượng, vị thuyền trưởng Hàn Quốc cho biết: "Hai trận rồi Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi bàn, nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì quá lớn ở đây. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chúng tôi nghỉ nhiều và thua cũng nhiều. Ba trận thua bàn, đó là bóng đá, phong độ thất thường, chúng tôi sẽ cải thiện điều này. Thời điểm này không chỉ riêng Công Phượng mà tất cả các vị trí đều chơi không tốt. Toàn đội cần có cảm giác tốt hơn nữa. Tiền đạo Công Phượng không ghi bàn, tôi luôn gặp và chia sẻ mỗi khi gặp riêng cậu ấy, giúp cậu ta có được cảm giác thoải mái. Khi Công Phượng ra nước ngoài thi đấu và ít được ra sân, mất cảm giác bóng, tôi biết điều đó. Thế nên khi cậu ta về Việt Nam được kỳ vọng lớn, nên Phượng cần thời gian để lấy lại cảm giác. Bên cạnh đó, cậu ấy còn phải cố gắng hòa nhập lối chơi với các đồng đội mới." Trợ lý Phùng Thanh Phương phía đội khách chia sẻ: "Đây là trận đấu hay và quyết liệt. Sài Gòn vui hơn khi đã có bàn thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả tới sân đông là niềm vui và động lực cho cả hai đội bóng. Khán giả là động lực, khi có động lực thì cầu thủ sẽ cống hiến cho trận đấu này. Lý do để Sài Gòn giành chiến thắng chỉ có 3 vấn đề cơ bản: tinh thần cầu thủ tuyệt vời, toàn đội tuân thủ đúng đấu pháp và ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Điều cuối cùng là ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ các tình huống cố định của Thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế sức mạnh của họ, và chiến thắng này có được là nhờ chúng tôi khắc chế được sức mạnh của họ. Khi V-League quay trở lại và chơi với thể thức mới, Sài Gòn xác định mỗi trận phải chơi hết mình trên 100% sức lực để có thể kết thúc giai đoạn lượt đi trong nhóm 8 đội dẫn đầu."
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.